Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Sóc Cục. Nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. học và làm theo bác, gắn kết tình quân dân. Ngày hôm qua, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Sóc Cục. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Sóc Cộp đã triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Ủy ban bầu cử huyện Sóc Cộp đã thành lập 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, 49 đơn vị bầu cử cấp xã với 91 khu vực bỏ phiếu. Các công việc chuẩn bị cho bầu cử đã và đang được Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các xã khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ quy định. Huyện đã đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đến các xã, các bản. Các lực lượng công an quân sự phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Sóc Cộp đã tập trung chỉ đạo các xã chủ động sẵn sàng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh, thành lập một cơ sở cách ly tập trung, 17 chốt kiểm soát đường mòn lối mở khu vực biên giới, kiểm tra người ra vào địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Tô Quang Hanh đề nghị huyện Sóc Cục tiếp tục triển khai tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường kiểm tra đường biên mốc giới, các tuyến đường mòn, lối mở, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi làm việc với lãnh đạo huyện, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, khu cách ly tập trung đội sản xuất cơ sở chính trị số 2, đoàn kinh tế quốc phòng 326 và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nậm Lạnh, xã Phung Bánh. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tặng 5.000 khẩu trang và 30 triệu đồng cho huyện xốp gộp để phòng chống dịch COVID-19. Trước tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công điện khẩn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Nội dung công điện nêu rõ, các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và không tuân thủ các quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố ra soát toàn bộ các cơ sở doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở doanh nghiệp, kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở doanh nghiệp kết quả ra soát gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qua Cục Việc làm trước ngày 25 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đề nghị các sở ngành thành viên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau. Theo dõi thường xuyên đồng thời các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh Covid-19 để chủ động phòng tránh, ứng phó, đảm bảo an toàn bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra có phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ hạn chế sơ tán tập trung chuẩn bị trang thiết bị máy móc cần thiết để đo thân nhiệt phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ cứu sẵn sàng phương án huy động lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu hóa chất chất khử trùng khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung các bệnh viện chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trong trường hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng được huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với các huyện thành phố có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh COVID-19, song song với triển khai ứng phó với dịch bệnh, các địa phương cần chỉ đạo ra soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó kịp thời, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly do dịch bệnh và dự kiến nơi sơ tán dân do thiên tai. Ngày 15 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu đã đi thăm tặng quà các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Châu. Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ chiến sĩ tại điểm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, bản Cò Trịa, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, thuộc đồn biên phòng Trình Tương quản lý và điểm kiểm soát dịch bệnh tại bản Suối Cút, xã Trình On, thuộc đồn biên phòng trường On quản lý. Đây là hai điểm trực chốt ngay tại khu vực giáp biên giới của huyện Yên Châu có địa hình phức tạp, nhiều đường mòn lối mở. Việc kiểm soát người và phương tiện qua lại những khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác đã trao tặng các phần quà là tiền mặt khẩu trang và các loại nhu yếu phẩm cho lực lượng cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ chiến sĩ biên phòng vượt qua khó khăn thiếu thốn, yên tâm trực chốt. Đoàn công tác cũng mong muốn lực lượng biên phòng tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới, kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, hướng tới tổ chức thành công ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ, đồn viên phòng chiến on và nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị, tính từ ngày 30 tháng 4 đến nay, xã Trình Yên, huyện Vân Hồ đã ghi nhận 4 trường hợp được xác định là F1 và 94 trường hợp F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xã Trình Yên đã tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt khởi động lại 5 tổ chốt kiểm soát tại các trục đường vào địa bàn xã. Là xã tiếp giáp với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, có nhiều tuyến đường từ huyện Mai Châu và quốc lộ 6 đi vào địa bàn. Theo đó, lượng người và phương tiện về đây cũng khá đông, để đảm bảo công tác phòng chống dịch xã đã huy động trưng tập nhân viên trạm y tế xã y tế bản cán bộ các ban ngành đoàn thể của xã công an viên các bản tham gia các tổ chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn hướng dẫn người dân khai báo y tế kiểm tra việc đeo khẩu trang sát khuẩn cho người dân phun khử khuẩn phương tiện ra vào địa bàn đồng thời tuyên truyền nhân dân không ra khỏi địa bàn khi không có việc thực sự cần thiết báo cáo ban chỉ đạo xã nếu có trường hợp trở về địa phương từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với những người có nguy cơ cao để tư vấn, hướng dẫn và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Đối với ban chỉ đạo của xã đã họp quán triệt đến các bạn trên địa bàn xã và tuyên truyền cho bà con dân của trên địa bàn xã Trường Yên về cái sự nguy hiểm của dịch bệnh ở Covid và trên cơ sở đó thì ban chỉ đạo của xã đã thành lập các cái chốt chặn trên các tuyến đường dẫn vào địa bàn của xã Trình Yên. Các tổ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Trình Yên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 31 tháng 1 năm 2021. Đây là lần thứ ba các tổ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của xã Trình Yên được tái khởi động. Các thành viên tham gia trực chốt với tinh thần tự nguyện. Các bản tự trích ngân sách hỗ trợ ăn trưa, tối cho các thành viên tham gia trực chốt. Với tinh thần là tổ nhóm cộng đồng, nhưng mà tinh thần của các thành viên được phân công đi trực chốt thì các thành viên cũng tham gia hưởng ứng và nhiệt tình trong thời gian trực 24 trên 24 bảo vệ cái chính bản thân của mình cũng như là cộng đồng. Mỗi ngày đêm tại các tổ chốt kiểm soát khoảng 50 người vào địa bàn, đa số người dân trên địa bàn xã đồng tình ủng hộ công tác phòng chống dịch của xã và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tôi rất đồng tình và ủng hộ cái bản xã đã lập ra cái chốt để chống dịch Covid-19 này. Nhưng bản thân tôi thì tôi là đi qua ở đây nhiều thấy các anh các chị à, bên làm bên xã cả bản dân quân với lại công an thì thấy rất vất vả những cái thứ. À, tất cả mọi người dân thì ai cũng đồng tình và cũng có cái à, rau cỏ gì thì cũng à, mang sang góp cho các anh. Thì à, các anh cũng nhắc nhở chúng tôi là làm à, đeo khẩu trang này với lại à, rửa tay khử khuẩn này, à, khoảng cách và các biện pháp phòng chống dịch. Tính từ ngày 30 tháng 4 đến nay, xã Trình Yên đã ghi nhận 4 trường hợp được xác định là F1 và 94 trường hợp F2. Tất cả đều thực hiện cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà. Qua theo dõi các trường hợp thực hiện cách ly, sức khỏe ổn định, không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở. chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Quỳnh Nhai đang triển khai các bước để đảm bảo tiến độ và các quy định của luật bầu cử. Đến nay, ban chỉ đạo bầu cử huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại 87 khu vực bỏ phiếu và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã theo quy định. Số cử tri trên địa bàn huyện tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đạt 42.515 người, Việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được xử lý đúng theo quy định. Công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử được thực hiện tốt, đúng tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đảm bảo cử tri tham gia bỏ phiếu, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Việc phân công các đầu mối để tổng hợp số liệu, phần mềm, địa điểm, cách thức giao nhận biên bản, kiện toàn các thành viên tổ bầu cử, thành viên dự phòng tổ bầu cử được triển khai có hiệu quả. Thưa quý vị, những ngày này, cử tri cả nước đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày mà cử tri được thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình để chọn ra đại biểu dân cử. Không khí của ngày bầu cử đang lan tỏa khắp các phố phường, Người dân mong chờ đến ngày được đi bỏ phiếu. Từ ngày, các cử tri ở tổ 7 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đến nhà văn hóa, nơi niêm yết danh sách những đại biểu ứng cử để tìm hiểu tiểu sử, nắm bắt thông tin của những người mà mình sẽ lựa chọn gửi gắm qua lá phiếu vào ngày bầu cử tới đây. Chúng tôi mong muốn là người dân tin tưởng vào lá phiếu và bầu các đồng chí trong cái dịp này thì các đồng chí sẽ cố gắng đem hết sức mình và lòng nhiệt tình và cống hiến cho đất nước ngày càng giàu mạnh và xã hội ngày càng văn minh. Cử tri mong chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Sự háo hức mong chờ đó được thể hiện bởi lẽ trong các nhiệm kỳ qua, các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã làm tròn được trách nhiệm của mình. Niềm tin của nhân dân được củng cố. Đây cũng là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình trong nhiệm kỳ tới. Trong cái nhiệm kỳ tới này thì chúng tôi rất là tin tưởng các ứng cử viên là các ứng cử viên này đều có đủ phẩm chất, đủ năng lực, đủ trình độ và có mang hết cái khả năng cái tâm huyết của mình để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân dân các cấp giao cho các ứng cử viên. Bằng dồn khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử được trang trí trang trọng ở khắp nơi, Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được cấp ủy, ban mặt trận tổ dân phố tổ 7 phường Tô Hiệu hoàn tất. Hơn 1.000 cử tri ở đây sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Chúng tôi thường chuyên là cập nhật thông tin. Cái thứ nhất là những người mới đến và cái thứ hai là những người mà do điều kiện người ta phải đi công tác thì cũng đưa ra khỏi cái danh sách cử tri để cho nó đảm bảo và bảo trên để đến là cấp giấy chứng nhận cho những người dạy giới thiệu cho những người đi công tác để người ta đến nơi công tác để làm kinh nghiệm của người công dân năm năm một lần ngày bầu cử đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân kỳ bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cử tri trên mọi miền Tổ quốc rất phấn khởi chào đón ngày bầu cử để có thể lựa chọn ra những người có đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, gánh vác trọng trách là những người đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Thưa quý vị, phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Mường La luôn ra sức rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học tập và làm theo bác từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, gắn kết tình quân dân bền chặt. Trận lũ quét xảy ra vào năm 2017 trên địa bàn huyện Mường La đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Trong cảnh mất mát hoang tàn nơi cơn lũ đi qua, những cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện cùng các đơn vị của bộ chỉ huy quân sự tỉnh là lực lượng đi đầu trong việc tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân vùng lũ. Những người lính đã phải cõng từng bao gạo, từng bình nước và các bản bị nước lũ cô lập, cả chục tấn lương thực thực phẩm đã được chuyển tới người dân vùng lũ kịp thời. thấy bộ đội đến thì bọn em cũng yên tâm hơn đỡ được phần nào, đội giúp được rất nhiều việc luôn. Từ trận lũ quét lịch sử tại Nậm Păm, huyện Mường La cũng cho thấy những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra và việc khôi phục lại sản xuất và đời sống cần phải mất nhiều năm nữa. Khi thiên tai xảy ra, những người lính trong thời bình đã cùng đồng hành với chính quyền địa phương và mỗi người dân trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi mà xảy ra lũ ống lũ quét tại xã Nậm Păm, thì lực lượng vũ trang là những lực lượng đầu tiên được tiếp cận với bà con nhân dân để hỗ trợ sơ tán bà con nhân dân đến nơi an toàn. Thống nhuận đạo đức và phong cách của Bác Hồ, những người lính của Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường La không chỉ sẵn sàng chiến đấu, sung kích đi đầu, đảm nhận các nhiệm vụ khó, mà hình ảnh của những người lính bộ đội cụ hồ cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới, vừa lên thoát nghèo cũng trở nên quen thuộc. Anh em tôi được xuống được tham gia với bà con nhân dân dưới này là rất phấn khởi. cái Thứ nhất là góp phần nhỏ bé của mình vào cái công cuộc thay đổi diện mạo của nông thôn mới. Thứ hai nữa là gắn kết tình đoàn kết quân dân nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ hồ. Hàng năm, Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo mỗi cán bộ đảng viên tập trung nghiên cứu tự xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo bác bằng những việc làm cụ thể, sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua việc đăng ký, hàng tháng chỉ huy đơn vị tổ chức kiểm tra việc rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Thông qua việc học và làm theo bác đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Lấy sự gương mẫu của đảng viên để quần chúng noi theo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Nhờ đó đem lại hiệu quả tích cực trong việc học và làm theo bác. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã được các cấp ghi nhận, góp phần làm sáng lên hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2021, Tổ công tác Công an huyện Sốp Cộp chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn, Công an xã Mường Lạn phá thành công hai chuyên án ma túy, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tăng vật và vũ khí. Vào hồi 10 giờ ngày 14 tháng 5, trong khi làm nhiệm vụ tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sóc Cộp, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Sộng Cha Pó, sinh năm 1973, trú tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 733 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy được đối tượng mua của một người đàn ông dân tộc Mông không biết tên, tuổi, địa chỉ tại khu vực Mốc 193, vành đai biên giới, với mục đích bán để kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của đối tượng thu giữ thêm 79 viên ma túy tổng hợp và 5 khẩu súng tự chế. Và vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, trong khi làm nhiệm vụ tại Bản Khá, xã Mường Lạn, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Sộng A Thái, sinh năm 1991, trú tại Bản Nong Phụ, xã Mường Lạn, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 8 cục nhựa thuốc viện, qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông dân tộc Thái không biết tên tuổi, địa chỉ, từ bản Nong Phụ, xã Mừng Lạn đến Cụm Co Hạ thuộc bản Khá, xã Mừng Lạn để hưởng số tiền 2 triệu đồng. Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, độ ẩm 45 đến 95%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 22 đến 36 độ. Thành phố Sơn La 22 đến 35 độ. Mường La 24 đến 39 độ. Mai Sơn 22 đến 35 độ. Yên Châu 24 đến 38 độ. Sông Mã 24 đến 38 độ. Bắc Yên 24 đến 34 độ. Hù Yên 26 đến 38 độ. Mộc Châu 21 đến 32 độ. Sốc cục 24 đến 38 độ. Vân Hồ 21 đến 32 độ. Thuận Châu 22 đến 36 độ.